Tam Quốc Diễn nghĩa, tướng ta chỉ với một nghìn lính chặn đứng 40,000 quân của Gia Cát Lượng là ai? Chiến dịch Phạt Bắc lần thứ hai của Gia Cát Lượng thất bại một cách chóng vánh vì bất lực trước thành Trần Thương nhỏ bé. Đặc biệt trận chiến của vị tướng chỉ với 1,000 quân có thể chặn đứng đập công. Hát Chiêu là một nhân vật tương đối lạ lẫm trong Tam Quốc. Chiến công nổi bật nhất của vị tướng này là lần chỉ với 1,000 quân đã chặn đứng đập công thành Trường Thương của 40,000 quân thuộc do đích thân Gia Cát Lượng thống lĩnh. Cuối năm 228, trong bối cảnh đại đô đốc Đồng Ngô là Lục Tốn giao tranh đại tư mã Tào Hưu của Tào Ngụy ở Thạch Bình, thừa tướng thuộc Hán là Gia Cát Lượng thừa cơ tổ chức cuộc bắc phạt lần thứ hai tiến về hướng Trần Thương. Gia Cát Lượng ban đầu cho rằng Trần Thương chỉ là một thành nhỏ bé bị bỏ bê nhiều năm, nên chỉ mang theo một tháng lương thảo cùng 40,000 quân vội vã lên đường. Tuy nhiên, ngay sau khi Gia Cát Lượng thất bại ở lần phạt bắc đầu tiên, Tào Chân đã đoán rằng bước tiếp theo Gia Cát Lượng nhất định sẽ đánh Trần Thương. Do đó, ông đã cử Hát Chiêu và Vương Sinh đến đó trấn thủ, đồng thời tu sửa lại tường thành. Do đó, khi Gia Cát Lượng dẫn quân tới nơi cảm thấy vô cùng bất ngờ khi thấy thành trì kiên cố. Tuy vậy, lúc đó trong thành Trần Thương cũng chỉ có hơn 1,000 binh sĩ. Vẫn giữ thói quen cẩn trọng, Gia Cát Lượng sai sứ giả đến dụ hàng Hát Chiêu, đồng thời thăm dò tình hình. Tuy nhiên, Hát Chiêu nhận định Gia Cát Lượng hành quân gấp, không mang nhiều lương thực, nói với Vương Sinh rằng chỉ cần cố thủ một tháng thì quân thuộc sẽ tự động rút lui. Sau đó Hát Chiêu bố trí cung thủ, bày thế phòng ngự, tỏ rõ quyết tâm tự thủ. Đánh giá thành Trần Thương kiên cố ngoài dự đoán nhưng chỉ có hơn 1,000 binh lính, quân tiếp viện của nhà Ngụy lại khó đến kịp trước mùa xuân, nên Gia Cát Lượng với quân số áp đảo vẫn quyết định công thành. Tráng hiệu nổi lên, Gia Cát Lượng cho binh sĩ dựng những chiếc thang may cao hàng thước, mỗi thang vài ba người trèo lên công thành. Từ trên thành Hát Chiêu cho quân dùng tên lửa bắn xuống như mưa, đốt cháy hết thang may của quân thuộc. Gia Cát Lượng sau đó cho quân ngày đêm lắp dựng chiến xa, cho quân leo lên chiến xa mà truyền vào thành. Hát Chiêu vội vàng sai quân bận đá đến, rồi đục lỗ thủng luồng dây sáng bột vào, quăng xuống đập xe, xe vỡ tan tành, quân thuộc không sao vào được. Hai bên ngày đêm giao chiến hơn 20 ngày, quân thuộc không làm cách nào phá được thành. Trên thực tế, Hát Chiêu, Tự Bá Đạo không phải là một vị tướng tầm thường. Trước khi trấn thủ Trần Thương, ông từng làm tướng trấn giữ quận Hà Tây hơn chục năm, nhiều lần bình định các cuộc nội loạn của Điển Viễn, Hoàng Hoa hay Trương Tiến. Hát Chiêu là một người rất có tiếng tầm ở vùng này, nhưng do địa phận cách khá xa Trung Nguyên nên đương thời ít ai biết tới. Nói cách khác, Hát Chiêu là tướng từng kinh qua hàng trăm trận chiến, dày dặn kinh nghiệm, nên việc có thể thì cưỡng biến với đấu pháp của Gia Cát Lượng hoàn toàn không có gì lạ. Dùng đủ mọi cách không chiếm được thành, lương thực lại sắp cạn kiệt. Lúc này Gia Cát Lượng lại nghe tin quân chi viện của Trương Cáp sắp đến nơi, nên ông đành phải lưu quân kết thúc chiến dịch Phạt Bắc lần hai một cách chóng vánh.